Xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái bài học đầu giờ hồi sáng hôm qua Thái chia sẻ cho anh chị em còn nhớ không? Đúng không? Một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Và sau đó chúng ta nhắm mắt lại, nhìn ngắm cái giấc mơ, cái mục tiêu cuộc đời của mình chinh phục được nó. Mình neo cảm xúc lại và mình hạnh phúc với nó. Cái này mình gọi là nghi thức thành công. Gọi là nghi thức thành công. Và mình cầu nguyện, cảm ơn, biết ơn và mình hạnh phúc với cái việc mà mình thành công được trong giấc mơ của mình. Đây gọi là một nghi thức các bạn. Đối với mình thì nó là một nghi thức đầu ngày. Đầu ngày mình thức dậy là mình nghe những điều tuyệt vời nhất để mình nạp mình nạp cái năng lượng, nạp cái trí tuệ vào cho mình. Rồi cái việc rất là quan trọng là mình nhắm mắt lại, mình hình dung ra cái bức tranh cuộc đời của mình. Mình thấy rất là rõ cái bức tranh đó, nó hiện hiện trước mắt của mình, hiện hiện trong tâm trí của mình, cái hình ảnh in như một vậy. Và mình neo cảm xúc lại. Tại sao vậy? Trong tiềm thức của bạn, mỗi anh em mình nó có ba cái loại trí tuệ nhận thức nhỉ, nó gọi là trí tuệ nhận thức đúng không? Một là ý thức, đúng không? Một là ý thức. Tôi dùng cái từ chính xác không nhỉ? Tôi được đọc lâu rồi. Một là ý thức. Thứ hai là tiềm thức, hay còn gọi là vô thức đó. Và cái thứ ba là tàng thức. Ba cái trí tuệ này của con người của chúng ta thì đa phần mình dùng ý thức nhiều. Mà cái tiềm thức thì nó chiếm tới 90%. Cái neo trong tâm trí của mình đó, cái vô thức của mình nó quan trọng lắm. Cho nên khi mình mong muốn, mình muốn làm cái điều gì đấy, thì luôn luôn cái thằng nhỏ bé bên trong mình lôi mình lại. Đừng thức dậy sớm, mệt lắm. Ngủ cũng tốt cho sức khỏe mà. Tập thể dục được 3 hôm, thôi đừng tập nữa. Mình nghỉ cũng có sức khỏe mà. Đúng không? Rồi bạn rủ ai đó đi học. Không, tớ không học được đâu. Học thì cũng làm được cái gì đâu. Nó cứ như thế. Và tại sao nó lại diễn biến trong tiềm thức của mình như vậy anh chị em? Tại vì xung quanh chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, từ bé lớn lên thì chúng ta có những thấy những cái nỗi đau. Và nó vô hình, nó vô tình, nó hằn sâu trong tâm trí của mình, trong vô thức mà mình không biết. Cho nên là trong vô thức của mình thường nó lưu lại. Làm sao để nó lưu lại? Nó ghi nhớ, nó không biết đúng với sai đâu, nó lưu lại thôi. Nó lưu lại trong vô thức của mình, nó lưu lại ba cái tình huống sau đây mình làm cho nó lưu lại trong vô thức của mình và nó nằm ở bên trong. Và thông thường thì con người của mình bị neo những cái vô thức xấu không? Cái nỗi đau á trong quá khứ, ví dụ như là bị ngã, bị đau, bị chửi, bị đánh, bị đập, bị những cái nỗi đau trong quá khứ, bị lừa, thì nó neo trong vô thức của mình. Nó neo. Tại sao vậy? Tại vì trong vô thức của mình á, nó sẽ ghi nhớ những cái gì? Những cái cảm xúc mạnh. Cảm xúc vui, cảm xúc buồn, cái cảm xúc mạnh. Tức là nó là một cái cú hích trong cuộc đời á. Nó là cú va đập, cú hích trong cuộc đời của mình. Nó neo lại. Nhưng mà thường thường là cái niềm vui á, nó chóng qua lắm. Cái niềm vui trong cuộc đời, cái gì mình vui từ bé lớn, vui chạy nhảy vui xong qua. Nhưng mà cái nỗi đau á, nỗi đau, cái cảm xúc của nỗi đau á, cảm xúc buồn, cảm xúc của nỗi đau thường là nó dễ bị lưu lại. Tại sao vậy? Bởi vì tâm lý con người, và đặc biệt là phụ nữ nha, nhớ dai lắm, nhớ những cái nỗi đau trong quá khứ dai dẳng lắm. Tại vì sao? Tại vì họ thích gặm nhấm nỗi đau. Cái gì buồn nhớ dai lắm, họ thích gặm nhấm nỗi đau.
và nỗi đau nó qua rồi, thay vì là mình lấy nó làm bài học, lấy nó làm kinh nghiệm và làm hành trang sống cho mình, thì không, mình đã đau rồi, đã gặm nhấm nỗi đau rồi, xong rồi mình cứ hoài niệm, mình cứ nhớ tới những cái lúc buồn đó, nhớ đến lúc bị la, bị mắng, bị chửi, bị đập, cái niềm tin giới hạn nó cứ lôi mình lại, mình nhớ đến nó, cứ nhớ đến cái quá khứ đó. Và hay nhắc lại nó. Cho nên là càng ngày thì cái điều đó nó hằn sâu trong tâm trí của mình, trong vô thức của mình, cho nên chính mình không thoát được. Và cái cảnh nghèo nó cũng như vậy, cái sự bình an của con người nó cũng như vậy, cái hạnh phúc, cái thịnh vượng cũng như vậy. Tại vì trong quá khứ ông bà của mình không đạt được cái này, mình sống trong gia đình không có được hạnh phúc, không có được thịnh vượng, không có được bình an. Và chính mình khi mình ra đời, mình học tập, mình phát triển, mình cũng sống trong một cái không gian đó, một cái bối cảnh đó, một cái môi trường đó. Cho nên cái niềm tin giới hạn của mình là mình bị gò bó ở trong đây, bị gò bó trong đây. Câu chuyện của con voi đúng không ạ? Một con voi rất là hung dữ, nhưng mà khi mà người ta cột, người ta đưa vào chuồng ở rừng về, người ta đưa trong rừng về, mà người ta cột nó trong sở thú anh chị em. Ừ. Người ta xích cái chân nó lại, người cho nó đi trong cái vòng bán kính chừng 10 mét thôi, cứ đi luẩn quẩn trong đó. Họ cứ cứ như vậy, họ giữ cái chân con voi lại, và đến khi mà người ta gỡ xích ra thì con voi nó cũng đi lần quần trong 10 mét đó thôi, nó không có đi ra chỗ khác được, nó không có đi ra, tại vì nó tin rằng là nó chỉ đi lòng vòng nó được thôi, nó tin tại vì nó được xích cái chân của nó rồi, nó cứ tin là nó đi loằn quằn trong cái chỗ này 10 mét thôi, nó không có được đi ra ngoài, nó không có đi ra ngoài, và nó hết trong vòng an toàn của nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Và đó là một cái niềm tin giới hạn của con voi. Con người còn kinh khủng hơn nữa, con người của mình còn bị kinh khủng nhưng mình không biết. Từ bé đến lớn mình bị đeo một cái mặt nạ rất dày, đeo cái mặt nạ, bị đeo cái mặt nạ rất dày, cho nên là làm sao thế nào mà giờ thấy được cái chỗ nào mà là cái khớp của mặt nạ, cậy nó ra, lột cái mặt nạ xuống, lột cái mặt nạ xuống và sống thật, sống ngay thẳng, sống chính trực, sống đúng với mình á, thì lúc đó mình mạnh. Tại mỗi người đều là anh hùng hết anh chị, mạnh lắm đó. Và làm sao mình thoát được cái ngục tù của mình, gọi là đóng đinh trong ngục tù của vô thức, tự mình xây bốn bức tường mình nhốt mình trong đó chứ không ai nhốt đó. Vậy làm sao mình thoát được? Nhưng mà thường là những cái nỗi đau, những cái quá khứ của sự bình an, của sự không bình an, không hạnh phúc, không thịnh vượng, nó cứ 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 neo, nó cứ kéo mình lại, và cái niềm tin giới hạn nó không cho mình bung ra, nó không cho mình bung ra. Cho nên là khi mà các bạn đi chia sẻ với người khác một cái điều gì mới, ở đây có một cái môi trường học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, cái điều đó nó là một cái gì đó mà nó không tồn tại trong tâm trí của con người xung quanh mình, cho nên mình bị phản ứng là bình thường các bạn. Và chính anh em mình cũng vậy, mình nỗ lực, mình thức dậy để mình rèn luyện cái thói quen như thế này, mình đã là một cái người mà thực sự anh hùng lắm rồi. Chúc mừng tất cả chúng ta đấy, chúc mừng chúng ta là người mà đã làm nên cái điều khác biệt lắm rồi, mình tuyệt vời lắm rồi. Cái giờ này mọi người đang chìm trong giấc ngủ mộng mị, đang nuông chiều cái thân xác của mình. Cái giờ buổi sáng từ 3 giờ đến 6 giờ là cái giờ mà nguyên khí của vũ trụ, cái năng lượng của vũ trụ nó cực kỳ mát lành, mình không dậy mình đón nó và mình hấp thụ cái năng lượng đó, mình có một cuộc sống tươi mát một ngày, mà mình lại chìm trong giấc ngủ mộng mị, nằm lăn qua lăn lại rồi cứ sống trong một cái cảnh gọi là vật vật vưỡng giữa đời, vật vã với giấc ngủ của mình. Rồi khi mình thức dậy, mình cái cảm xúc rất là mệt mỏi và mình vật vã trong một ngày sống. Ngày này sang ngày nọ, mình sống rất là vật vã. Mình vật vã và mình chiến đấu với cuộc đời và mình cứ phải khổ với cuộc đời. Tại sao mình không thức dậy như một mùa xuân? Tại sao mỗi một buổi sáng không phải là một mùa xuân đầy hoa, đầy nắng, đầy gió, đầy sắc hương?
mà mình phải thức dậy với một cái màn đêm tịch mịch rất u ám, ngày hôm nay lại thức dậy nữa rồi, lại thức dậy nữa rồi, lại đi làm nữa rồi, lại gặp mặt vợ nữa rồi, lại gặp mặt gặp mặt chồng nữa rồi, lại phải gặp mặt sếp nữa rồi. Anh chị em thấy thảm không? Đấy, cho nên là cái đóng đinh ngục tù cực kỳ quan trọng. Cho nên mỗi buổi sáng anh chị em thức dậy, và trong tâm trí của chúng ta nó khắc sâu những cái thứ gọi là cảm xúc mạnh đấy. Và cái thứ hai là nó khắc sâu cái gì và mình ghi nhớ, đó là sự lặp lại liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Mình lặp lại một việc liên tục, cái hệ thống thói quen. Tôi hay nói là phải xây dựng cái hệ thống thói quen để mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Mỗi một ngày mình nhìn thấy giấc mơ của mình, mỗi một ngày mình hạnh phúc, mỗi một ngày mình bình an, mình lặp lại liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Chính mình tạo bối cảnh để mình lặp lại nó, mình liên tục, liên tục, liên tục như vậy. Thì từ bên trong vô thức của mình, trong tâm trí của mình, trong tiềm thức của mình, nó tin đó là sự thật và nó trở thành sự thật, bởi vì sự thật đến từ cái niềm tin. Sự thật trong tương lai được tạo ra, sự thật được tạo ra bởi sự đồng thuận. Anh chị em comment câu này mà hiểu sâu thấu đáo rồi đó. Tức là cái sự thật bạn mong muốn được, cái sự thật trong tương lai bạn muốn đạt được, sự thật nó được tạo ra bởi sự đồng thuận. Đồng thuận cái gì? Trong chính bạn phải đồng thuận bởi cái niềm tin trong chính bạn. Bạn phải đồng thuận sự thật, tức là cái tương lai, cái giấc mơ của bạn, cái mục tiêu của bạn có đạt được hay không á, nó phải được đồng thuận. Vậy đồng thuận cái gì? Cái điều đầu tiên là đồng thuận trong thân tâm trí của bạn. Hay nói gần hơn, đó là đồng thuận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của bạn. Hay nói xa hơn là đồng thuận trong sóng não, sóng tim và sóng ngôn từ của bạn cho cái sự thật thành công đấy. Càng không thì khó. Và đó là đồng thuận trong chính con người của bạn. Còn nếu diễn tả đầy đủ hơn, thì cái sự thật đó nó phải được đồng thuận bằng từng tế bào trong cơ thể của bạn. Bạn suy nghĩ một phát là toàn thân của bạn nổi da gà bởi vì cái sự thật của sự hạnh phúc, của sự bình an, của sự thịnh vượng đó. Tức là bạn nhắm mắt lại, bạn nghĩ tới cái cuộc đời thành công của bạn, nghĩ tới gia đình bình an, hạnh phúc, thịnh vượng. Bạn nghĩ tới nó, nghĩ tới cái mục tiêu đó, nghĩ cái giấc mơ đó, nghĩ tới cái nhiệm vụ cao cả đó mình đạt được, mình nghĩ tới nó và toàn thân của mình nó nổi da gà và mình rung hết cả người luôn. Thì cảm xúc đó là cảm xúc mạnh. Cho nên cái đó là sự thật, nó được tạo ra bởi sự đồng thuận. Nhưng mà nó phải được kết nối, cái cầu nối của sự đồng bộ. Nó phải được đồng thuận tất cả bên trong bạn và nó được đồng bộ. Đồng bộ tức là từng chi tiết một, từng ngày một, từng phút giây một. Cho nên tôi hay lặp đi lặp lại là mỗi phút giây trọn vẹn và hoàn tất, mỗi hơi thở trọn vẹn và hoàn tất để nó đạt được cái sự đồng bộ các bạn. Đây là bí mật của thành công. Và khi bạn có cái cảm xúc nó neo lại, mỗi ngày lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tại vì cuộc đời bằng với hệ thống, bằng với thói quen mà. Nhưng mà khi mình lặp đi lặp lại, mình hình dung liên tục cái bức tranh cuộc đời của mình, thì trong tâm trí, trong con người bên trong của bạn, nó có được một cái năng lực và nó kết nối neuron thần kinh lại. Nó kết nối khi mà mình muốn cái điều đó để giải quyết vấn đề, thì bên trong não bộ của mình nó kết nối, nó xử lý. Khi trong tiềm thức, trong ý thức của mình, thậm chí mình kích hoạt tàng thức luôn, tất cả những cái hệ thần kinh, các neuron thần kinh mình nó đấu nối lại. Nó đấu nối lại. Làm sao ta? Bắt đầu nó ra được cái giải pháp. Cái đó gọi là cái nội lực bên trong của bạn. Bạn tìm được giải pháp. Nhưng mà mỗi ngày bạn đều suy nghĩ điều đó, bạn đều hạnh phúc, đều cảm xúc, bạn đều nói điều đó, thì bạn thu hút những cái năng lượng mà của thế giới này nó tương thích với cái sống của bạn. Thì như vậy lúc đó bạn có được cả nội lực, có được cả ngoại lực. Đó là sự đồng thuận đơn thuần. Nhưng mà cao cấp hơn các bạn, cao cấp hơn, bạn làm được cái việc này, thì cái sự thật đó nó được tạo ra bởi sự đồng thuận. Đồng thuận cái gì? Đồng thuận cao hơn là chính bạn
bạn đồng thuận với cả vũ trụ này. Và đồng thuận với cả vũ trụ này, tôi diễn tả ở cái năm cấp độ giao tiếp á. Bạn đồng thuận được với chính mình, tức là bạn giao tiếp được với chính mình, bạn hiểu chính mình, bạn tiếp chính mình, đồng thuận với chính mình. Thứ hai là bạn đồng thuận được với tất cả những gì xung quanh cái căn phòng của mình, tất cả những gì mà liên quan đến vật chất xung quanh bạn, bạn đồng thuận, bạn chơi với nó. Bạn đồng thuận, bạn vui vẻ, bạn chơi với nó. Tức là bạn đồng thuận với thiên nhiên, những cái vật vô tri vô giác. Nhưng cái đồng thuận ở cấp độ thứ ba là đồng thuận với những con người ở đây. Những con người ở đây, tức là những con người hiện hữu ở đây. Bạn đồng thuận, bạn linh được với nhau hay không? Hay là bạn đang ở đây nhưng bạn ở đâu đó? Bạn đang ở đây nhưng trong tâm trí bạn ở nơi khác. Bạn đang ở trên giường với người thân của mình, hay và tâm trí của bạn đi lang thang chỗ khác. Vậy bạn đâu có đồng thuận đâu, đúng không? Và đồng thuận với người không có ở đây, không có ở đây, tức là kết nối với con người hết, đồng thuận hết. Và đồng thuận cao hơn ở cái góc nhìn tâm linh, đó là đồng thuận được với ông bà tổ tiên, với thượng đế của mình. Hay nói cách khác là hai cái chiều kích của cuộc sống mình là trung tâm, và mình đấu nối được tất cả các mối quan hệ, thì sự thật là thành công của bạn sẽ thành sự thật. Bởi vì sự thật được tạo ra bởi sự đồng thuận. Và ngày hôm qua tôi có nói với các bạn, và cái cảm xúc mạnh nó lưu trong tâm trí của bạn, bạn lặp đi lặp lại, nó lưu trong tâm trí của bạn, và bạn cố tình bạn thiết lập cái mục tiêu cuộc đời của bạn, cố tình vẽ được cái bức tranh cuộc đời của bạn, và bạn làm cho nó diễn ra như thật trong giây phút hiện tại. Tức bạn làm sao đó trong tương lai của bạn mong muốn như thế nào, thì bạn mang nó về hiện tại này, bạn làm cho nó diễn ra như thật. Vật chất thì bạn không làm nó diễn ra như thật được. Ví dụ bạn muốn có căn biệt thự, muốn có cái xe, mình không làm như thật được. Nhưng mà trong tâm trí, trong hình ảnh tưởng tượng của bạn và trong cảm xúc của bạn, bạn làm cho nó như thật được, hoàn toàn làm được. Nhưng mà sự thật bằng cái bên trong, cái vô hình nó quyết định được cái hữu hình các bạn. Bạn muốn đạt được điều gì, bạn hãy order với vũ trụ. Bạn để cho mình một cái niềm tin, cho phép mình có một cái niềm tin tuyệt đối, không được dính mắc. Và bạn rèn luyện mỗi ngày thì cái niềm tin đó nó lớn dần và nó trở thành đức tin bên trong bạn. Tức là đức tin thì không phá vỡ được đâu. Cực kỳ khó phá vỡ đức tin của con người. Đúng không? Và đặc biệt là bạn order rồi. Bạn tin rồi. Và bạn phải diễn tả nó như thật vậy. Diễn tả nó như thật vậy. Được không ạ? Đấy. Và bạn cần quan tâm đến những cái điều gì trong cuộc đời của mình để bạn cho nó lớn lớn dần lên và nó diễn ra như thật. Đúng không? Trong cuộc đời của mình thì cái số 1 là cái gì mình cần được chăm sóc mỗi ngày để nó chuyển nở và nó diễn ra tốt đẹp. Giống như cái logo của tôi vậy. Cái đầu tiên là gia đình của mình, đúng không? Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Cái thứ hai là những mối quan hệ khác hoàn hảo. Mối quan hệ trực hệ, mối quan hệ tình thân, mối quan hệ đối tác. Mỗi người đến với mình là tài sản. Đúng không? Cái thứ ba là sức khỏe của mình. Phải chăm chút nó mỗi ngày chứ. Chăm chút nó mỗi ngày chứ. Cái thứ tư là cái sự học tập của mình. Cái nâng tầm phát triển bản thân của mình mỗi ngày. Cái thứ năm là sự nghiệp của bạn. Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội. Đó là cái con đường kiến tạo sự nghiệp bền vững nhất. Và mỗi ngày bạn có chăm chút cái tâm linh của bạn không? Cái tâm hồn của bạn không? Đó. Thì 6 cái mảnh ghép trong cuộc đời của bạn, bạn phải chăm chút nó mỗi ngày. Gia đình của bạn, các mối quan hệ của bạn, rồi sức khỏe của bạn, và nghề nghiệp của bạn, rồi cái học tập để nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội mỗi ngày nè, và chăm chút cái tâm linh của mình nhá. Hay là mình để cái tâm hồn của mình cứ vất vưởng thế, muốn sao thì sao, đúng không? Đó, cho nên đây là những cái phần mà cực kỳ quan trọng
khi mà mỗi một ngày càng từng bước đi xây dựng hệ thống thói quen thịnh vượng và bình an, chúng tôi phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và chúc mừng các bạn đã kiên trì để thức dậy lúc 4:30. Có những người chập chen lắm, hôm nay thức dậy ngày mai ngủ, chập chen. Mà chập chen như vậy thì sẽ có cuộc sống chập chen, chập chen, con gà sống thiến để riêng cho thầy á. Tức là cái cuộc đời của họ, họ sống rất là chập chen. Ở quê, những cái vùng quê đó, chập chen, tức là báo hiệu của đám tang á. Tôi lấy vui cái hình ảnh chập chen. Có những nhiều người chập chen lắm. Tức là 25 tuổi họ đã chính thức bị khai tử. 25 tuổi là chính thức bị chết, bị khai tử. Nhưng mà 75 tuổi mới đem chôn, tàn nhẫn luôn. Với 50 năm sống vật vã giữa cuộc đời này, đau khổ với nó. Đau khổ không? Tức là 25 tuổi đã không biết mình sống để làm gì rồi. Và không biết mình sống để làm gì thì sống để làm gì. Cho nên cái người nó sống thì nó bằng chết thôi. Nên là nó cứ chập chen trong cuộc đời, chập chen. Và họ bước qua cuộc đời của mình trong sự hiển nhiên và đờ đẫn lắm luôn. Mỗi ngày không có ý nghĩa sống. Mỗi ngày sống chập chen. Và mỗi ngày đối với họ là một cái đám tang riêng. 25 tuổi chết rồi, nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái sự chết đó mà không thay đổi. Tự mình chôn mình trong bốn bức tường ngục tù á, hay nói cách khác là cái hòm của bức tường chôn sống mình trong giữa cuộc đời này. Nguy hiểm không các bạn? Cho nên thôi, mình đã dậy sớm rồi, chúc mừng các bạn đã thành công rồi. Mình đã dậy sớm rồi, mình làm một nhiệm vụ nhá, mình tỉnh thức để đi thức tỉnh ai đó. Đó. À, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Vậy thì cái việc mà để cho đảm bảo được cái sự an toàn cho mình á, từ gia đình, từ các mối quan hệ, từ phát triển, từ sức khỏe, từ học tập vân vân, thì cần được bảo vệ, đúng không? Bảo vệ bằng cái gì? Bằng hành lang pháp lý, đúng không? Đấy, bây giờ hôm nay một cái chủ đề vô cùng đặc biệt là chủ đề pháp lý đối với hôn nhân gia đình, đúng không? Xin mời luật sư ạ, xin lỗi luật sư, thầy trễ vài phút bởi vì thầy đang cảm hứng, thầy nói câu chuyện chập chen. Xin mời Quyên. Em xin kính chào thầy Thái, kính chào tất cả các quý thầy cô, cùng toàn thể các anh chị em đang hiện diện trong phòng Zoom sáng ngày hôm nay. Và thật sự rất là hạnh phúc khi mà sáng nay được thầy Thái chia sẻ một cái vấn đề em rất là tâm đắc, đó chính là ý thức, tiềm thức và tà thức, đúng không ạ? Và đối với vấn đề về hôn nhân và gia đình ấy, thì chúng ta có một cái tiềm thức rất là lớn và nó rất là phức tạp trong vấn đề về hôn nhân và gia đình. Ngày hôm nay thì em được may mắn chia sẻ về cái chủ đề hôn nhân và gia đình, nhưng mà bởi vì đây là cái chủ đề nó rất là rộng lớn và nó cũng rất là phức tạp nữa, cho nên là em xin phép sẽ chia làm hai lần chia sẻ, tức là sáng ngày hôm nay và sáng ngày mai. Nội dung sáng của ngày hôm nay ấy, thì em bắt luôn cái mạch của thầy Thái để em chia sẻ. Đó chính là cái vấn đề về tiềm thức của mỗi chúng ta về hôn nhân và gia đình như thế nào. Ở đây ấy, thì theo cái kết quả thống kê của cục điểm của điều tra và dân số và nhà ở năm 2019 ấy, thì một con số rất là bất ngờ, đó là có khoảng 70% dân số Việt Nam đang sống trong thời kỳ hôn nhân, các anh chị em ạ. Con số rất là lớn, đúng không ạ? 70% là những công dân đang còn sống trong cái tình trạng về hôn nhân. Vậy thì Quyên xin phép đặt một câu hỏi cho các anh chị em của chúng ta ở đây là các anh chị nghĩ rằng hôn nhân là gì? Đến một cái thời khắc nào đó trong cuộc đời thì chúng ta sẽ đi tìm cái câu hỏi hôn nhân là gì, đúng không ạ? Bởi vì trong tiềm thức của chúng ta sẽ được lập trình là như vậy. Vậy thì các anh chị có thể ghi vào comment để cho Quyên và các thầy cô có thể biết được rằng là trong suy nghĩ của các anh chị thì hôn nhân nó là gì, không ạ? Chúng ta hãy ghi vào comment. Có người comment rằng là
hôn nhân là duyên và nợ. Cũng có người nói rằng là gì ạ? Một cái hình ảnh rất là ví von, đó là hôn nhân như một cái nhà vệ sinh, đúng không? Người ở trong thì muốn bước ra, người ở bên ngoài thì muốn bước vào. Và cũng có người nói rằng là hôn nhân nó là một cái cuộc đầu tư, một cái dự án đầu tư có lời, có lỗ và rủi ro thì nó cũng rất là rõ ràng. Có người thì lại nhìn nhận hôn nhân dưới góc độ như vậy. Hôn nhân là sự đồng cảm, là sự duy trì nòi giống. Rất là nhiều các cái câu trả lời được các anh chị mình ghi ra ở đây. Vậy thì chúng ta đã cất công đi hỏi cái câu hỏi là hôn nhân là gì rồi, thì tự trong lòng của chúng ta phải có câu trả lời, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào nghe người khác nói hôn nhân là thế này, hôn nhân là thế kia mà chúng ta nhận về cho mình một cái sự chập chen như thầy Thái nói, đúng không? Người này có thể nói về hôn nhân thế này, người kia có thể nói về hôn nhân như thế kia. Nhưng mà các anh chị nhận ra là gì ạ? Đây chính là những cái nhận xét chủ quan của mỗi người khi mà họ tiến vào hôn nhân. Có nghĩa rằng là nếu như mà hôn nhân của anh tuyệt vời thì anh nhìn hôn nhân với góc độ rất là tuyệt vời. Và nếu như mà hôn nhân của anh không tuyệt vời thì anh nhìn hôn nhân với cái góc độ đó. Và trước khi bắt đầu thì Quyên muốn chia sẻ cho các anh chị bốn cái câu thơ. Bốn cái câu thơ này Quyên làm tặng những cái khách hàng của mình trong cái vai trò là một cái luật sư về hôn nhân. Đã từng giải quyết rất là nhiều cái vụ án hôn nhân ấy, thì Quyên đã giống như là tự nghĩ ra bốn cái câu thơ mà được khách hàng của mình rất là yêu thích. Nó là như thế này. Bước qua hôn nhân, ta hỏi lời hay lỗ? Ta thường than khổ người kia có sướng không? Giá nào phải trả cho hai chữ vợ chồng? Ta không biết những điều ta không biết. Và đó là cái câu thơ, bốn cái câu thơ để nói lên rằng là gì ạ? Đối với vấn đề hôn nhân và gia đình ấy, chúng ta còn rất là nhiều điều chúng ta chưa biết. Bởi vì cái tiềm thức của chúng ta về vấn đề này nó rất là nặng các anh chị em ạ. Và nếu như mà nói tới cái vấn đề tiềm thức hay là vấn đề ý thức ấy, thì có cái hình ảnh mà được trong nghề làm bố mẹ của Vietwise dùng để miêu tả, đó chính là cái ý thức ấy thì như con kiến, nhưng mà cái tiềm thức của chúng ta thì như con voi. Vậy làm sao để chúng ta có thể lấy cái con kiến mà chúng ta điều khiển con voi, đúng không ạ? Cái tiềm thức nó lớn hơn ý thức tới hàng triệu lần. Cái cách duy nhất ấy, đó là chúng ta, con kiến sẽ chui vào trong tai của con voi để nói với con voi rằng là chúng ta nên đi hướng này, chúng ta nên đi hướng kia. Còn nếu như mà chúng ta cứ bò quanh quẩn ở trên lưng của con voi ấy, thì cái ý thức đó nó không bao giờ nó thay đổi được cái tiềm thức. Đó là lý do vì sao mà SE của chúng ta kiến tạo những cái môi trường để chúng ta có thể rèn luyện những cái thói quen, đúng không ạ? 7 thói quen để chúng ta có thể là làm sao mà chúng ta chui vào được trong cái lỗ tai của cái tiềm thức của mình, để chúng ta khiến cho cái tiềm thức của mình nó làm theo cái điều mà ta mong muốn.